cái mọi người đã quay trở lại với kênh Đô TV nha. Và ngày hôm nay thì Đô sẽ xin chia sẻ mọi người một cái trò ảo thuật nha các bạn. Trò ảo thuật khá là thú vị mà Đô sẽ ngay sau đây thì Đô sẽ chia sẻ các bạn cùng xem nha. Đây Đô các bạn có một tờ tiền nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Rất là không có gì nha. Và Đô không có muốn các bạn. Đây cái muỗng không có gì nha. Đó các bạn thấy không? Và tôi sẽ đặt tờ tiền lên bàn tay nha. Đó, đặt tờ tiền ở đây. Và bây giờ thì tôi sẽ đặt cái muỗng này lên tờ tiền nha bạn. Bye.